Xin chào. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Và nhân dịp đầu xuân năm mới 2022 xuân Nhâm Dần thì Việt Hùng và Ngọc Huyền xin được thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi tới toàn thể quý vị khán giả, chúc cho quý vị có một năm mới đủ tiền bạc để gia đình luôn sung túc, đủ hạnh phúc để tâm luôn ngọt ngào, đủ sức khỏe để có thể rong chơi và đủ thảnh thơi để tràn đầy năng lượng. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những lời chúc của ban lãnh đạo, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty Mark Home và khách hàng của Mark Home quý vị nhé. Nhân dịp đầu xuân năm mới năm 2022, xin được gửi lời chúc sức khỏe tới quý khách hàng. Chúc quý khách có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, năm con hổ mạnh như hổ. Năm mới tôi xin thay mặt cho toàn thể cán bộ, nhân viên công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home xin kính chúc tới quý khách hàng lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Nhân dịp đầu xuân năm mới, xuân Nhâm Dần 2022, Mark Home xin được gửi tới lời chúc để tất cả các quý khách hàng một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Đầu xuân năm mới 2022, tôi xin gửi lời chúc Tết tới tất cả những quý khách hàng của Mark Home một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, cũng như luôn lựa chọn Mark Home là lựa chọn số 1 của gia đình mình. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc tất cả các quý khách hàng của Mark Home một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều tiền tài. Đầu xuân năm mới, chúc quý khách hàng an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúc tất cả các anh em trong công ty mạnh khỏe, sang năm tới có nhiều công trình đẹp hơn và làm hài lòng với tất cả các gia đình trong cả nước. Chúc các bạn tiếp tục phát triển và tiếp tục xây dựng những căn nhà mơ ước cho các gia đình và chúc cho công ty ngày càng làm ăn phát triển. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với những lời chúc của anh em ở trong team miền Nam quý vị nhé. Xin mời. Cảm ơn sự kết nối của MC Việt Hùng và Ngọc Huyền. Và chuyến bay của chúng ta đã hạ cánh an toàn xuống địa phận quận 7 thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục trao gửi những lời yêu thương và lời chúc Tết đến toàn thể quý vị khách hàng. Và bây giờ thì Nhật An và Ánh Diệu sẽ mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ tiến lên văn phòng của Mark Home ở chi nhánh miền Nam để chúng ta sẽ đón nhận những lời chúc Tết rất là vui từ team của miền Nam nhé. Let's go. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần, MC Nhật An và Ánh Diệu xin gửi lên quý vị lời chúc đông cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính chúc quý vị năm 2022 an khang thịnh vượng. Đầu năm mới cho tôi xin gửi tới quý khách hàng lời chúc sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Đầu xuân năm 2022, thay mặt công ty Mark Home chúc tới quý khách hàng một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Và đặc biệt là sẽ kiếm được thật nhiều tiền trong năm 2022 này để xây dựng lên những ngôi nhà mơ ước cho gia đình của mình. Cảm ơn các quý khách hàng đã theo dõi công ty trong thời gian qua. Và mong quý khách hàng sẽ theo dõi, tiếp tục theo dõi công ty trong thời gian sắp tới. Cảm ơn quý khách hàng rất nhiều. Năm hot tết đến, nước lọc vào nhà, quà cáp bao la, mọi người no đủ, gia chủ phát tài. Nhân dịp Tết xuân về, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vững tài, thắng lộc, an khang. Chúc mừng.